Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình nhận là tất cả các trong game anh em nào có nhu cầu liên hệ cho mình. Cách thức liên hệ mình ghi vào dưới phần bình luận hoặc phần mô tả của mọi video anh em nhé. À mọi người ơi, cái anh em còn nhớ cái nick mà mình bảo là trước có một nạp cho một đứa ấy, mà bây giờ nó không trả tiền mình. Thế là bây giờ mình nắm được cái nick đấy rồi thì mình cũng đang có ý định muốn bán ấy. Thì đây nha, nói rõ tình trạng nick cho mọi người nha. Thì cái nick đấy là cái Gmail là cái thằng đấy nó vẫn nắm, nhưng mà anh em yên tâm là chắc là nó sẽ trả vào đâu. Thì mình nắm cái liên kết phở bò với lại liên kết của Apple đấy, nên là anh em nào muốn mua thì liên hệ mình nhá. Đây tôi nói rõ tình trạng ác rồi nhá. Thứ nhất là có ba con rồng Helix VIP 5 sao này, mua full đảo bằng tiền này, trong nick có sẵn hơn 5.000 gem này, full bộ Kama này, full bộ Ascent này, farm food là một lần thu là hơn 1 triệu. Một lần thu là hơn 1 triệu, một ngày được mấy triệu đấy. Đấy. Nên là anh em nào có nick đấy ngon vãi lìn, anh em nào có ý định mua thì cứ liên hệ cho mình nhá. Rồi mình sẽ đưa cho rõ thông tin nick. Mà nói thật nhá, để tránh mất thời gian nhá. Mấy thằng mẹ chỉ hỏi cho vui vậy, đéo có tiền thì đừng có hỏi nhá. Ông nào thiện chí mua nick ấy, thì hãy liên hệ. Mẹ gắt mấy thằng lìn cứ hỏi linh tinh anh tinh lắm. Đấy, nên là tối nay nếu mà mình like ấy, mình sẽ vào cái nick đấy cho mọi người xem là tất cả những cái gì tài nguyên mà nó có. Đấy. Nick đấy mình muốn bán để gỡ gạc lại một ít. Mẹ nó nạp cho nó hơn 1 triệu. Bây giờ nó sủi hơn tháng nay đéo thích trả lời. Cay vãi lên, thôi phải lấy cái nick đấy đi bán để giảm thiểu thiệt hại thôi mọi người ạ. Đấy, nick nick đấy là hơi ngon ấy, nên là anh em mong chờ một cái giá rất rẻ thì đéo có đâu nhá. Nên là anh em cứ chuẩn bị trước là cái nick đấy nó cũng sẽ không hề rẻ lắm đâu. Mà công nhận cái nick đấy là tự tay mình nạp cho cái nick đấy nên là cũng ok phết mọi người ạ. Và ui, tự nhiên dạo này cái tháng này này anh em, cái tháng này mình bị lười chơi đi thật sự luôn đấy. Vì cái chính là cũng bận nạp cho mọi người ấy. Rồi bây giờ mình cũng muốn là thôi dần dần lui 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 về phía sau nạp cho các em để các em hơn nick của mình, vì có mấy bạn luôn. Có mấy bạn hẹn là cái đề mấy tháng nữa mà em nạp mà em sẽ nạp để cố đuổi bằng hoặc là hơn nick của anh. Trời ơi. Đấy, nên là bây giờ chỉ thích lui về sau nạp, xong rồi thỉnh thoảng có con rồng mới thì ra thì review cho anh em coi mua pass đấy. Chứ bây giờ là mình cũng muốn thật sự mẹ cày kiếc này mệt thật sự luôn đấy. Đây này, cho anh em trông rớt này. Chui về tận top 5, top 6 rồi. Mấy ngày hôm nay không có chơi được rớt. Sự kiện thì bỏ phí một đống luôn. Trời ơi. Thôi, hôm nay lại vào đánh Ayana đi. Vậy là mình sắp lên Master 3 rồi mọi người. Mình cố giữ ở dưới ở Master 2 này để mình đánh cái đội hình Spy. Anh em chả hiểu sao chơi ở đây mình chỉ thích Spy thôi. Đấy, chỉ thích Spy này thôi mọi người ạ. Ok. Mà con Spy này anh em biết không? Kể cả là mọi người nhá. Con Spy này kể cả là mọi người để LV70 hay là LV40 nhá, thì nó vẫn phản đam được như bình thường thôi, không cứ gì là phải lên sao nó đâu mọi người ạ. Nên là con này anh em nếu mà đi đầu tư ấy, mình có thể nâng từ từ cũng được. Nay 1 sao, ngày kia 2 sao. Lên dần dần thì nó đánh vẫn ổn. Và nó giúp ích cho mình khá nhiều luôn mọi người ạ. Đó, anh em thấy chưa? Làm phát chưa mất máu nào mà giết được mà kết liễu được hai hai con hát vip nhá. Chắc là con này thì bị dính trưởng tí thôi, nhưng mà không sao cả, vẫn đánh nhàn nhàn thật sự, nhàn luôn.
Trời ơi, chết luôn kìa. Vãi thật sự luôn. Đấy, mất phát rồi nhá. Đây, anh em xem này, giết ba con Heroic VIP này. Cuối cùng mất một, mất đúng tí máu luôn. Thật là bây giờ mình bị u mê cái đội hình Spy rồi mọi người ạ. Lại gặp tiếp thằng này. Ôi trời ơi. Thôi cũng được, đánh team như này hay này. Bây giờ là cũng lại đếm ngược thôi anh em. Chuẩn bị hết mùa pass cuối cùng này này. À, sang mùa pass cuối cùng của cái Gamma này là đợi Spy ra mắt thôi. Vì con đấy là... Đấy. Mình bây giờ mình dành dành hết tài nguyên đấy. Đang kiếm để dành mọi thứ đấy. Op hắt, ống Helix. Mọi thứ để đợi. Chỉ đợi con Spy đến nó ra mắt là... Mình sẽ lên thật sớm hai một hai qua 5 sao cho mọi người xem trước. À đấy, bây giờ còn lại skin thứ ba của con hai Redemption nữa đấy. Đấy, hai trận mà đánh dễ dàng chưa? Nó chỉ đánh được đúng mình một phát mất máu thôi. Còn lại từ nãy giờ là nó chưa động gì đến vào người mình, vào người vào ba con này một tí gì cả. Đấy, anh em thấy cái danh này cứ gặp bọn này là ok này. Thôi hỏng rồi. Từ từ mọi người tính xem thế nào đã chứ. Thôi quả này là hỏng rồi, con quan tu mới đứng đầu thì hơi bị phiền với nó rồi. Thế này, mọi người xem nhá. Đấy, con đằng sau ra nó sẽ được thêm lượt. Trời ơi. Không sao, không sao, không sao. Chỉ thế nó chỉ đánh được vậy thôi anh em. Chỉ đánh được vậy thôi. Rồi. Tiếp tục cho bé này ra. Nào, giật đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui, nhiều quá. Bao nhiêu? 600k. Phê thật sự luôn, nhưng mà nó đéo tính điểm rớt của mình rồi. À đâu mà hết hết sự kiện rớt rồi nên mà cũng chả quan trọng lắm. Đấy, lại gặp Hassan, lại lại gặp Hassan với lại Akana. Thật sự luôn, nhìn thấy hai con Hassan này với con Akana nhá. Là mình chỉ thích dùng spy thôi. Kết liễu chúng nó nhanh gọn. Mà mấy hôm nay anh em ạ, mấy hôm nay nạp khó thật sự luôn. Chả hiểu thế nào nữa. Cứ hôm thì nạp nhanh để cho mọi người, hôm thì nạp lâu. Như hôm nay là một điển hình. Hôm qua vừa trôi được một tí thì hôm nay bao nhiêu anh em nhắn tin nạp lại chậm hết. Chán thật sự. Kể như mà có một hai người người ta giục ấy thì không sao. Sao nó không tự kết liễu được nhở? Nếu như mà nạp cho một hai người anh em thì không sao. Đây á, lại nạp lại bao nhiêu người luôn. Thế là đồng loạt anh em cứ nhắn tin nhiều quá ấy. Anh ông thì anh ơi, anh xong cho em chưa này. Ông thì lại bảo là xong nay lâu vậy anh. Trời ơi, mỗi một người nhắn một câu vậy không. Mình không trả lời thì mọi người cứ cứ spam liên tục ấy, mà trả lời thì cũng chỉ bảo là bây giờ khó nạp thôi em. Thực ra nếu là mình cầm tiền, ai chả muốn cầm tiền nạp cho các ông nhanh luôn. Tôi cũng vừa được cầm tiền ngay mà các ông cũng xong việc. Có ai muốn để nó mất nhiều thời gian nó cho cả đôi bên đâu. Mà khổ nỗi mẹ chưa không bằng cái cay cú nào là tiền nó ở trước mắt mà không thể bấm được cho mọi người. Rồi, tối nay chắc là mình xong hết công việc rồi đấy mọi người ạ. Thì hẹn anh em tối nay mình sẽ live stream và dùng cái nick mình sẽ live stream và chơi cái nick gì nhỉ? À quên, sẽ live stream và review cho mọi người coi cái nick mà mình đang muốn bán. Đó. Nick đấy bán cũng chẳng phải đắt lắm đâu. Anh em yên tâm là mua cái nick đấy là giá là nó là ưu đãi rồi.
Thoải mái cho mọi người luôn. Ôi giời ơi, 15 liềm à? Hỏng rồi. Thôi cũng được, cho nó đánh mình một phát thôi. Cậu ông mua cái nick đấy ấy, thề luôn. Thứ nhất nhà nha, dàn fam food là cậu ông không phải lo nữa này, 632k kìa. Cái thứ hai là game cũng có sẵn 5.000, bộ thì tộc cũng full mấy tộc rồi, rồng thì cũng gọi là ok, đủ đồ chơi cho anh em chơi. Nói chung là về cái nick đấy là anh em chỉ yên tâm mà cày thôi, không phải lo về thì vấn đề thiếu thức ăn hay vấn đề này vấn đề gì, coi như là cái nick đấy là nó làm những thứ cơ bản, nó xây những cái nền móng quan trọng để cho anh em chơi rồi, nên là anh em nào dùng nick đấy là quá ổn rồi đấy, không phải lo nghĩ gì cả đâu. Rồi đúng tối nay 8:30 là đúng tối nay 8:30 là mình sẽ đấu giá cái nick đấy cho mọi người xem nhé. Thì hôm nọ giờ cũng có nhiều ông muốn hỏi ấy, nhưng mà mình cũng đang suy nghĩ vậy, mình cũng muốn để một thời gian, mình cũng muốn để một thời gian cho cái thằng kia ấy. Mình vẫn nhắn tin cho nó hàng ngày, mong là nó, mình vẫn nhắn tin cho thằng kia hàng ngày, mong là nó trả thì thôi cho nhanh. Mà đây là đến bây giờ là tròn 1 tháng rồi, đéo thấy ông ấy nói gì cả, thì thôi. Bạn chấp nhận rồi phải bán thôi. Chứ bây giờ nick đấy để không, thằng đấy mình cũng chả thấy nó vào nữa, nên là thôi, lần này quyết bán, đéo giữ nữa. Đấy là nó sống chó với mình trước thì mình mới phải thế. Rồi, ok, bye bye anh em nhé. Tối nay anh em mà muốn chiêm ngưỡng cái nick đấy thì đúng 8:30 mình livestream. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.